Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào câu số 21 là omogazu, nghĩa là bất giác. Dựa vào nghĩa này thì chúng ta có thể chọn ngay được đáp án là đáp án 4. Tại sao các đáp án khác lại sai này? Câu thứ nhất, kaimono shitara omogazu karishi no okasan ni atta. Câu này chắc người ta muốn nói là chẳng ngờ lại gặp mẹ của bạn trai. Có thể nói là omoi gakezu karishi no okasan ni atta, chẳng ngờ lại gặp mẹ của bạn trai, hoặc là guzen karishi no okasan ni atta, đúng không? Tình cờ gặp mẹ của bạn trai. Câu thứ hai này, imamade natto tabeta koto ga nakatta ga omogazu oishikatta. Câu này đúng phải là igai to oishikatta hoặc igai ni oishikatta, nghĩa là ngon một cách bất ngờ. Chính nhỉ? Igai to và igai ni thì nghĩa hoàn toàn giống nhau nhá. Câu số 3 này, Yamada san wa 30 sai gurai ni mieru ga omowazu 50 dai da to kiite odoroita. Câu này đúng ra phải là igai ni mo 50 dai da to kiite odoroita. Câu này dịch là bà Yamada nhìn chỉ khoảng 30 tuổi thôi, tôi đã thật sự bất ngờ khi mà nghe rằng bà 30 tuổi. Igai ni mo ở đây bổ sung cho cái từ odoroita, tôi thật sự là bất ngờ. Chính nhờ. Câu thứ tư này, tochizen me no mae ni hebi ga arawareta no de omowazu a to ooki koe o dashite shimatta. Đúng không? Đột nhiên thì có con rắn nó xuất hiện ngay trước mặt. Thế là tôi đã bất giác kêu a lên một tiếng rất là to. Chưa nhỉ? Chúng ta sẽ đi vào câu 22, omoidasu, nghĩa là nhớ ra. Và câu này thì cũng dựa vào nghĩa chọn được ngay đáp án là 1. Kesa nani o tabeta ga doushite mo omoidasenai. Đúng không? Sáng nay đã ăn gì mà không thể nhớ ra nổi. Chỉ nhờ. Câu thứ hai này, wakamono ga kuni no sōrai ni tsuite omoidasu beki da. Câu này phải nói là kangaeru beki da. Những người trẻ tuổi thì cần phải nghĩ về tương lai của đất nước. Câu thứ ba này, ano toki no jiko no koto wa ima demo hakkiri omoidashite imasu. Câu này phải nói là nhớ rõ, đúng không? Hakkiri oboete imasu. Về cái vụ tai nạn lúc đó thì đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Câu thứ tư này, peto no name o tsuketai ga ii name wa nakanaka omoidasenai. Câu này cũng sai đúng không? Câu này phải là không nghĩ ra, nghĩa là nakanaka omoitsukanai, mãi mà không nghĩ ra một cái tên hay. Tiếp theo là câu số 23, shimau, nghĩa là cất vào. Và đáp án đúng của câu này là đáp án 3. Vì sao các đáp án khác lại sai? Chúng ta cùng xem nhé. Câu số 1 này, sentaku o shimattara terebi o miyo. Ở đây thì không bao giờ người ta nói là sentaku o shimau, mà người ta thường nói là sentaku o suru hoặc sentaku o yaru, có nghĩa là giặt giũ, hoặc là sentaku o oeru, có nghĩa là hoàn thành xong cái việc giặt giũ. Câu thứ hai này, sakusei shita deto pasokon ni shimatta. Câu này cũng không nói như vậy mà người ta nói là pasokon ni hozon shita, lưu lại ở trong máy tính. Câu thứ tư này, zutto soji o shite inakatta no de heya o shimatta. Câu này sai đúng không? Phải là heya o katazuketa, nghĩa là tôi đã dọn dẹp phòng. Chúng ta xem đáp án thứ ba nhé. Tsukue ni atta hongya zashi o tana ni shimatta, đúng không? Tôi đã cất những cái quyển sách và tạp chí ở trên bàn vào kệ, vào giá để sách, được chưa nhờ? Câu số 24, tsunagu. Tsunagu nghĩa là nối vào. Và ví dụ như người ta sẽ dùng từ kết nối internet là internet to ni tsunagu, hoặc là kết nối điện thoại sẽ là denwa o tsunagu. Ví dụ như nắm tay thì người ta sẽ dùng te o tsunagu. Vậy đáp án đúng là đáp án 1 đúng không? Kodomo tachi wa te o tsunaide ie ni kaeta. Bọn trẻ thì đã nắm tay nhau về nhà. Được chưa nhỉ? Câu số 2,
先生とは卒業後もずっと連絡をつないでいます。câu này phải là 連絡を取っています。vẫn giữ liên lạc. câu số 3. 新聞や雑誌を捨てるときは紐でつないでください。câu này thì buộc lại đúng không? thì phải là 紐で縛ってください。câu thứ 4 này.よく話し合ってみんなの意見の一つにつないでください。câu này cũng sai. câu này phải là 一つにまとめてください。nghĩa là tập hợp ý kiến của mọi người làm một. câu số 25. くっつく nghĩa là dính chặt vào, dính vào. vậy đáp án đúng sẽ là đáp án 1. いすにガムがくっついて取れない。Cái kẹo cao su thì dính ở ghế và dính chặt ở ghế và không thể lấy ra được. Thứ hai, đan đan Nihongo no Studio ga kutsuite kita. Câu này phải nói là Nihongo no Studio ga kutsuite kita. Nghĩa là dần dần thì tôi đã có thực lực tiếng Nhật. Câu thứ ba này, kono heya ni wa aircon ga kutsuite inai no de natsu wa atsui.Câu này phải là aircon ga tsuite inai no de, có nghĩa là cái điều hòa không được lắp đặt nên là mùa hè sẽ nóng. Câu thứ tư này, ima kono shouhin o kau to prezento ga kutsuite kimasu. Câu này cũng sai, phải là prezento ga tsuite kimasu, có nghĩa là có kèm theo quà. Các bạn nhìn câu thứ hai và câu thứ tư nhé, đều làついてきます, đúng không? Nhưng mà câu thứ hai có nghĩa là cái gì? Tôi đã có năng lực tiếng Nhật, cái thực lực về tiếng Nhật nó đã dính vào người tôi ấy. Có nghĩa là tôi đã có thực lực tiếng Nhật. Còn câu thứ tư thì nghĩa là khi mà mua sản phẩm này thì được tặng kèm thêm quà. Vậy là clip của mình kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.